Hello, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em Thanh nha. Hôm nay em Thanh lên cho anh em một cái mẫu dao, đó là bộ dao của Global em mới về được. Cái lô này thì nó có được một vài ít thôi, một vài thùng, với lại có thêm một vài bộ dao Huyền Linh nữa. Đó thì em giới thiệu đến anh em nào quan tâm đến những cái mẫu bộ dao nguyên như vậy thì có thể tham khảo qua nhá. Bộ dao này nó là bộ dao của Global, hàng này thì nó là hàng thanh lý của siêu thị thôi, hàng thanh lý của siêu thị và nó hàng còn nguyên siêu như vậy. À, em gửi đến cho anh em bóc siêu ra và kiểm tra đúng như hình thì anh em nhận hàng nhé. Bộ này rất là vừa thích hợp với anh em đặt trên cái không gian bếp nhà mình. Đấy, nó gọn gàng, nó sẽ có đầy đủ từ con dao chặt, dao thái, dao gọt trái cây. Đó. Rồi có thêm cho anh em một cái liếc nữa, khi mà anh em thái thịt hoặc là chặt dao chặt nó hơi nhụt một chút ấy, thì anh em có thể liếc qua một cái liếc cũng khá là ok luôn. Đây, rồi hàng nó mới như vậy, còn nguyên cái chống sốc hơi, và trong này thì nó sẽ có một cái khay đựng cũng như là tổng thể của nó có tổng là 7 món. Cả cái hộp đựng này nó là 7 món. Thì cái hộp to, hộp lớn này nó là một cái khay đựng dao anh em nhá. Khay đựng dao. Em sẽ bóc một bộ ra để anh em tham khảo qua này. Bộ này bật lên bàn bếp á, nó rất là đẹp và nó hay một cái là nó không han gì anh em nhé, không có hề bị han gì dưới chân đế mút này. Hộp cứng cáp anh em nhé, hộp rất là cứng cáp đây. Đấy, có thương hiệu là Global. Giá hôm nay thì giá cực kỳ là tốt để cho anh em dùng rồi. Đây, tiếp tục là đến một cái mẫu các mẫu dao, ở trong này. Thì đầu tiên là anh em thấy đây, đây là một con kéo để anh em có thể cắt đồ ăn trong gia đình, cắt hành rồi là cắt thịt, cắt bún rồi là cắt các thứ ha. Đó, dòng này không han gì đâu. Anh em mà dùng mà không vệ sinh được nhiều thì lâu ngày anh em lấy cái bùi rác sắt đánh cho anh em là nó lại sạch bong luôn. Đấy, đây là mẫu kéo. Con này chiều dài của nó là khoảng một gang tay ha, một gang tay. Rồi tiếp theo là một con dao gọt trái cây hoa quả. Dòng này thì nó là hiện loại liền thân liền khối hết nhá, liền thân liền khối hết. Rồi ok, một cái con này thì em đo kích thước luôn. Gọt trái cây hoa quả bản của nó là hơn 2 sen. Hơn 2 sen, chiều dài lưỡi đâu đó nó được khoảng hơn 10 phân. Tổng chiều dài là 21, gần được 21 nhá, gần được 21. Mọi người đặt vô đây cho em này. Đó, mọi người đặt vô đây cho em. Tiếp theo thì nó sẽ có cho anh em mình là một con này là con chuyên thái nhá mọi người nhá. Con này con chuyên thái bản nhỏ. Mẫu này anh em dùng để mình thái salad, thái thịt, thái rau củ quả các kiểu đấy anh em nhá. Đấy, mẫu này thì hoàn toàn đều là được làm bằng thép trắng không gỉ và liền làm liền mạch liền khối như này. Bản của nó chỗ này là 5 sen nhá. 5 cm và lưỡi dài thì nó là được 17.2, gọi cho 17 phân đi. Tổng chiều dài là 30 cm này, 30 cm. Đó, thì những cái dòng như này thì nó rất là sắc bén thôi. Đấy anh em nhìn này. Đấy, em có thể gọt nhỏ như này. Đó. Thì những cái dòng mà dao mà nó đã sắc thì nó mới gọt được cỡ kiểu như vậy, chứ còn dao mà cùn ấy thì nó không gọt được như vậy đâu anh em nhá. À, về nhà các bác cũng lấy một cái tờ giấy A4 hoặc là như nào đó, anh em cũng làm thử như em như này thì kể cả anh em nào làm cũng được. Đấy, các bác lớn tuổi các bác làm này, tại vì bản chất của nó là dao nó đã sắc rồi đó mọi người nhá, rất là xịn sò thôi. Ở đây nó sẽ thiết kế cho anh em là những cái lỗ rỗ tổ ong như vậy, khi mà mình cầm nắm ấy, thì nó có cái độ ma sát nhá anh em nhá. Và hướng dẫn anh em cách cầm dao ấy, thì mình đừng cầm như này, thì khi mà thái nó không có được đều đâu. Đấy, anh em nhớ kẹp cho em hai ngón này, lúc nào con dao nó cũng chắc tay luôn. Đấy, thì khi mình cầm như này
thái lúc nào cũng cỡ nào cũng được ha. Đó, rồi. Một con thái bản lớn này. Đồng bộ cho anh em một trong một cái phòng bếp là đầy đủ đồ nghề luôn. Đây là cái liếc này. Cái liếc này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 29.5. Đấy, và đến đây nó là cái phần liếc nó là 19 phân. Thí dụ như là anh em lâu ngày mà cồn quá đúng không, thì mình có thể nếu mà chị em phụ nữ bán chợ ngoài chợ người ta liếc như này. Đấy, người ta liếc như này. Còn anh em mình thì cứ cầm như này mình liếc thôi. Đấy, cứ cầm như này mình liếc thôi. Đảm bảo nó sẽ là tắc nhá anh em nhá. Tắc luôn. Rồi ok. Là con liếc anh em bỏ vô vào khay luôn. Đấy, rất là tiện lợi ở đây. Đấy, rất chi là tiện lợi nhá. Rồi. Một cái bộ này thì nó sẽ không thể thiếu được cái con dao và thái bản lớn dành cho những anh em nào thích thái những con bản to như này. Ví dụ như anh em chuyên làm quán phở này, anh em thấy rồi, toàn những cái mẫu dao to, hoặc anh em làm chuyên làm bếp, làm nhà hàng thì người ta rất thích thái những cái bản lớn như này. Đấy, bản lớn như này. Như bản thân của em thì em vẫn thích thái những cái bản lớn này hơn. Đây thì cái này nó là 8 phân, bản của nó là 8 phân 2. Phần 2 lưỡi dài của nó là 17.5. Và tổng chiều dài của nó là được 28.5.6 gì đó. Đây, 28.5.6 đây. Rồi ok anh em nhé. Rồi mẫu này thì ở trên thân của nó thì nó cũng đều đến từ mang thương hiệu, đến từ thương hiệu Global G-Skin. Đấy, Global G-Skin Japan. Chromova 18. Đấy thì bây giờ em test cho anh em này. Rất là ngọt ngào và dứt khoát thôi. Đấy. Rất ngọt ngào và dứt khoát anh em nhá. Dòng thép không han gì như này anh em xài bao ngon luôn. Thì các bác biết rồi, những cái mẫu mà dao thông thường ấy, anh em mà lâu ngày không dùng đến á thì nó han gì ra nhìn nó rất là dơ. Đấy, nhưng mà anh em dùng cho em những cái mẫu này là khá là ok luôn. Và không thể thiếu được là một con dao chặt rồi. Con dao chặt này thì anh em chặt gà chặt vịt là chuẩn bài luôn. Còn nếu mà các bác muốn chặt những cái dòng xương lớn ấy, xương ở chân giò, thì anh em tham khảo qua một cái mẫu khác. Còn đây là bộ này bộ gia đình thôi. Thì em đo cho anh em này. Cái dòng này lưỡi dài của nó là được 19 phân. Và tổng chiều dài của nó đâu đó nó được 31 nhá. 31. Bản của nó thì nó có 8.2. Con này trọng lượng khoảng 4 lạng, hơn 4 lạng gì đó. Thì anh em, chị em phụ nữ nhà mình chặt gà cũng ngon này. Chặt gà rồi là chặt vịt là đúng bài luôn. Và cái thớ bản dao này nó không quá là dày. Khi mà anh em chặt gà chặt vịt ấy, nó không có bị vỡ được những cái miếng, tức là những cái miếng lườn gà chẳng hạn này. Đấy, và chặt nó sẽ không có bị bắn xa. Đấy, anh em hiểu không? Khi mà nó đã dày rồi thì cái lực nó xuống nó sẽ bắn cái miếng thịt ra xa. Những con này là nó sẽ vừa khít anh em. Chặt xong là anh em lặng phát là đặt lên đĩa là ok thôi. Không cần phải gión từng miếng nữa. Đó, đây. Thứ nhiều Global G-Skin. Con này chặt này. Chặt này thì chị em mình, bà xã nhà mình chặt cũng rất là vừa tầm ha. Rồi, vậy là tổng quan một cái bộ Global như vậy. Đấy, Global như vậy. Khá là đẹp nhá mọi người nhá. Sạch sẽ an toàn. Đấy, sạch sẽ an toàn, vệ sinh. Rồi ok. Một cái bộ như này thì trước đó là giá của nó là toàn hơn 1 triệu hết đấy anh em ạ. Đấy, bữa nay thì do cái vấn đề về man nó cũng xuống này, và có những cái lô này thì nó về nó rẻ, thì em sẽ gửi đến cho anh em giá rất là tốt cho một cái bộ như vậy nhá. Cái bộ dao nhật này thì ngày trước của nó là 1.2 triệu một bộ như vậy. Đấy. Bữa nay thì em Thanh gửi đến cho anh em giá là 950.000 đồng cho một cái bộ như vậy thôi. Đấy, giá rất là tốt rồi. Anh em nào cần cái bộ này thì giá tầm này cỡ này ấy là nó rất là hợp lý. Đấy, các bác nhanh tay để mình sở hữu ngay một cái bộ đầy đủ như vậy. Đấy, và anh em lưu ý nhá. Đấy, các bác có thiện chí thì hãy đặt hàng những cái bộ như này, tại vì nó còn nguyên sale. Đấy, để tránh cái tình trạng gửi đi gửi về nó thất đặt hàng, với để nó mất cái tình cảm người bán hàng cũng như là khách hàng mua. Em nói thật sự như vậy, cũng nhiều anh em là
là em nói thẳng luôn là chảy cối đấy. Rồi ok anh em nhá, các bác nào cần gì báo em Thanh, tiếp tục thì sẽ lên cho anh em một cái bộ dao nữa, đó là bộ dao thương hiệu Winling để anh em tham khảo qua. Hàng Tây Âu thì anh em biết rồi, bao giờ nó cũng gọi là cũng hàng là cũng khá là chất lượng anh em ạ, khá chất lượng. Thì những cái mẫu dao này thì anh em có thể là tham khảo qua thêm, đó là những cái viên đá mài. Các bác không thích mài liếc thì có thể dùng những cái đá mài chuyên nghiệp như vậy. Đây thì ở đây em đang có những cái dòng đá mài là 3.000 và 8.000 thôi anh em nhé. 3.000 tức là cái độ garit của nó, độ thô của nó là 3.000. Dòng này thì nó có thêm cho anh em cái lót cao su như vậy, anh em dùng nhé. Ở đây thì em bóc ra một viên rồi đây này. Thương hiệu của nó, thương hiệu của Katashiwa. Garit của nó độ thô là 3.000 và độ mịn của nó là 8.000. 8.000 như vậy. Đấy, mặt này là mặt mịn này, còn mặt này nó là mặt mặt thô hơn một chút. Đấy, để anh em mài những cái dao dao Nhật, dao bãi rồi dao Đức các thứ anh em mài được. Có cái phần lót cao su chống trơn trượt, ví dụ như anh em đặt xuống cái nền nhà và các bác cứ thế các bác mài nó không có di chuyển. Còn bình thường anh em phải lót vào gỗ này. Đấy, đóng một cái đế gỗ hoặc là lót một cái miếng vải thì anh em mới mài ngon được, đúng không? Rồi ok, cái mã này ấy, thì bản của nó là 6 sen. Dày là 2/6. Dài của nó thì nó có 18 phân luôn, 18 phân. Và giá thành cho một cái viên đá như này, giá nó cũng rất là rẻ thôi anh em ạ, chỉ có 90.000 một viên anh em nhé. 90.000 đồng cho một cái viên đá như vậy. Đấy, các bác nào mà cần mẫu này thì báo em nhé, báo em. Và em lên tiếp cái bộ dao của thương hiệu Winling, hàng Tây Âu. Đấy, Tây Âu gì đó. Đây, đầu tiên thì cũng là chống sốc hơi anh em nhá. Bộ này thì nó cũng như cái bộ kia thôi, dùng trong gia đình, nó cũng gồm cho anh em 7 món. Nhưng mà kiểu cách và các thứ thì nó sẽ khác nhau nhé. Dòng này thì dùng trong gia đình, nó vừa vặn, không quá là nặng. Thì đầu tiên này anh em vẫn thấy đó là một cái hộp đựng, hộp khay đựng đó. Đây, khay đựng của nó đây. Logo thương hiệu Winling của nó thì ở đây nó thiết kế là làm nổi hẳn lên như vậy, nổi hẳn lên như vậy. Ở dưới này thì đều có những cái mút để chống trơn trượt khi mình đặt lên cái bàn bếp ấy, mặt bàn bếp ấy nó không có bị trơn trượt. Cũng như là có những cái lỗ róc nước khi mà mình vừa mới thái xong rửa dao bỏ xuống thì nó sẽ róc nước xuống dưới. Rồi ok. Tiếp tục thì bộ dao thì không thể nào mà thiếu được những cái con dao anh em ạ. Thì em sẽ bóc ra cho anh em coi luôn. Nó tương tự như cái bộ dao của Nhật thôi, nhưng mà cái này á, vỏ ra này mình sẽ thấy được những cái tờ giới thiệu này của thương hiệu Winling này. Đấy, sản xuất năm 2022 luôn. Đấy, thì đây là toàn bộ là những cái hàng này, nó là hàng thanh lý của các siêu thị về thôi, nó giống như cái lô châu Âu em vừa mới về đấy. Đó, nhưng ngược lại là cái hàng này nó lại chưa qua sử dụng cơ. Đấy, chưa qua sử dụng. Rồi, bộ này anh em có ngay một cây kéo cắt gà khá là ok luôn. Đấy, nó đến từ thương hiệu Germany. Đây, có chữ Make in Germany, logo hai hình nhân người. Và cái phần lõm này anh em có thể đưa những cái xương gà lớn và những cái miếng gà mà có cái xương lớn này anh em đưa vào đây để cắt thôi. Đấy. Về cái phần thiết kế của nó làm nó cũng khá là đẹp anh em nhá. Khá là đẹp như vậy. Rồi, mình sẽ bỏ vô đây. Con này anh em cắt gà, cắt hành lá và các thứ ở thịt nướng rồi là bún miếng các thứ anh em xơi được hết, chiến được hết. Đây, còn con này con liếc nhá. Cái liếc này thì dài của nó là cái phần này nó là 19 cm, còn tổng thể của nó đâu đó nó được khoảng tầm 29.4 gì đó ha.
đấy, mọi người đặt vô đây đấy, khá là xịn sò đây em ha. Rồi tiếp tục cũng có thêm cho anh em, đó là một con gọt trái cây hoa quả đấy. Hàng này thì cũng thiết kế liền thân liền khối hết, nhưng mà nó có những cái điểm nhấn rất là đẹp như vậy, có những điểm nhấn rất là đẹp như vậy, thiết kế hơi cong vát một chút đấy, và nhấn hai bên này cũng được làm bằng chất thép không han gì anh em nhá, chất thép không han gì đấy. Con này mỗi anh em gọt trái cây hoa quả, bóc hành bóc tỏi chuẩn bài luôn đó. Tổng chiều dài của nó đây em đo chính xác cho anh em luôn là được 20 lên 20,5, và lưỡi là 10,5 là do đến cái phần sát đây. Ok các bác này, đấy mình dùng xong mình cũng bỏ vô đây, mình ăn xong là mình gọt trái cây hoa quả là trắng miệng đấy. Rồi một con tiếp theo đó thì nó sẽ có cho anh em là một con này, đó là con chuyên thái. Con này thái cả sụn lợn cứng cũng được, thái chiến được hết luôn. Con này thì anh em có thể là thái thịt, thái rau củ quả. Đấy, thiết kế dao này bằng thép hết nha mọi người nha, thép là thép trắng luôn. Chỗ này thì nó sẽ có làm lõm là những cái vân như này, những cái vân như này, làm lõm lại để khi mà thái thịt ấy, những cái miếng thịt nó không có bị dính vào cái bản dao như này. Đấy. Rồi ở đây thì cũng đều đến thương hiệu, từ thương hiệu Winling. Đấy. Rồi hàng Tây Âu, hàng Đức thì anh em biết rồi, nó như một cỗ xe Đức ấy. Đây là 4.5 này, bản dày 4.5 và lưỡi dài là 16.5, tổng chiều dài của nó là 30,5. Em sẽ test thử cho anh em cái mẫu này. Đó, mọi người thấy không? Ui, em đi nhanh nhỉ. Tất cả mình đi nhanh, đi chậm đều ok hết. Ngọt dẻo luôn anh em nhá, ngọt dẻo luôn. Nó cũng có thêm cho anh em là một con thái bản lớn nữa luôn anh em ạ. Thái bản lớn nữa luôn. Đấy, con này con bản thái bản lớn này. Rồi, em sẽ đo kích thước luôn để anh em xem qua màn hình thì anh em có thể là hình dung được luôn. Bản của nó là 8.5 anh em nhá, tức là 8 phân rưỡi ạ. Chiều dài của nó, của chiều dài của lưỡi là được 18.4, tổng chiều dài là 31 cm, thiết kế khá đẹp luôn, hình cong cong như vậy, cán cong cong như vậy. Đấy, cầm nắm khá là chắc chắn nhá, cầm nắm khá là chắc chắn. Đây em đang cầm tay phải như vậy đó. Và bản này thì nó chỉ khoảng tầm 2 đến 3 phân, sorry anh, 2 đến 3 ly thôi. Đấy, thì đây hơn 2 ly anh em nhá, hơn 2 ly một chút. Rồi cái bản lớn này thì càng sắc hơn anh em này. Đấy. Cái bản lớn này khá xịn này anh em này. Như em thì thích thái bản lớn lắm, tại vì là cái cách thái của em thì em thái như này, cầm miếng thịt và bo cong cái ngón như này, hai ngón tay sẽ áp vào thành má dao như này, và em cứ thái thôi, cứ thái là cái miếng nào nó cũng đều như miếng nào hết đâu. Đây là con thái bản lớn nhá. Ở cái bộ của Tây Âu này thì cái con dao chặt của nó thì nó sẽ nhỏ bản hơn là cái con dao thái này mọi người này. Đấy, con này con chặt nhá, con chặt này thì nó chỉ chặt cho gia đình thôi, hầu như là bên Tây Âu người ta không hay sử dụng chặt gà chặt vịt ở nhà mấy, nên là nó sẽ không nghiêng về độ chặt nhiều đâu. Đấy, cái mẫu này thì anh em chặt gà chặt vịt vẫn khá là ok luôn. Đấy, bản của nó này là được 8 cm, lưỡi dài của nó là được 17, tổng chiều dài của nó là 30. Đấy. Thì con này anh em chặt cái gì cũng được, đập hành đập tỏi, chặt gà chặt vịt cũng vẫn khá là ok luôn, dùng trong gia đình. Đó, dùng trong gia đình. Rồi. Mẫu này
đầy đủ bộ như này là gồm có 1 2 3 4 5 6 và hộp nữa là 7 món nhá, 7 món. Đấy, đồng bộ như vậy cho anh chị em luôn. Anh em có thể tham khảo qua nhá. Đó, thì bữa nay là giá nó rất là tốt cho anh em để săn đón những cái bộ như vậy. Và cái bộ dao Đức thương hiệu Winling như vậy, em gửi đến cho anh em với cái mức giá của nó là 900.000 đồng. Đấy, hai bộ dao này thì em sẽ hỗ trợ anh em cái phí ship vận chuyển đến tận nhà luôn. Hai bộ dao như vậy thì anh em có thể xem qua một lượt nữa cái bộ này để anh em mình tham khảo qua nhá. Đấy, và đây là tổng thể của nó, một cái bộ dao như vậy. Đấy, khá là đẹp và sạch sẽ, nói chung là rất tiện dụng chứ không phải là mình để trưng bày đâu. Đấy, nó rất là hợp lý thì khi mình xài đó. Rồi, ok anh chị em. Vậy là em đã giới thiệu đến anh em hai cái mẫu dao. Dao thương hiệu Global và một thương hiệu của Winling. Đấy, đến từ hai nước khác nhau. Đây là những cái hàng mà nó công ty nó siêu thị nó thanh lý anh em nhá, siêu thị thanh lý. Thì các bác nào có nhu cầu thì có thể tham khảo qua, mình xem hợp nhãn con nào thì anh em báo em Thanh nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện các thứ ở đây, nguyên hộp. Đó. Rồi, ok, em Thanh xin dừng cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bác trong một cái video lần sau nhé.